Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Minh Khôi. Hôm nay con sẽ tiếp tục nói về mô đun số 18, kỹ năng am hiểu con người, nhìn người qua nhân tướng học. Đầu tiên là sửa dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi và dáng nằm. Dáng đi nên đi thẳng lưng, đi mặt hướng về phía trước, đi thong thả, không quá nhanh, không quá chậm. Đi nhanh thì số sẽ vất vả, đi quá chậm thì sẽ sinh ra chậm chạp. Sửa dáng đứng, đứng thẳng lưng, đứng vững như thằng đồng. Sửa ánh mắt, nhìn phải nhìn thẳng, sáng hiền, đầm tĩnh. Người mắt đỏ dẫn nó tụt, chơi nghịch ngợm cần tránh xa. Người trồng trắng nhiều hơn trồng đen là ma lanh. Người trồng đen nhiều hơn trồng trắng là người dễ gần, hiền lành, người trung thực. Người mắt mà hay liếc lại, liếc đi liếc lại là người tính tình hay thay đổi. Nhất định phải tập trung cho bằng được. Mắt nữ già có đôi mắt vượt lên trên ưng, vượt lên là ưng trồng rất sớm. Mắt nữ xuống là nuôi chồng đảm đang, khách chọn người hoặc bạn theo nhân tướng học. Chọn người mũi to thẳng, chọn người miệng rộng, răng đều, khóe miệng hất lên. Chọn người tai to, có thùy trâu dày. Chọn người cầm rộng, gương mặt to đều, phúc hậu. Chọn người trán to và dồ. Chọn người hai lông mày đều, không quá đậm, không quá nhạt. Chọn người có đôi mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng và nhìn thẳng. Chọn người có vai to, đô con, dáng đi vững, thần sắc hiền và phúc hậu. Chọn người có bàn tay dày, hồng hào, đường chỉ tay đậm. Chọn người có mùi cơ thể thơm, không hôi. Chọn người có tướng ăn nói lịch sự, lời nói hiền và tích cực. Chọn người có tính hiếu thảo ba mẹ, hay bỏ qua lỗi làm cho người khác, thông cảm tâm lý của người khác, thông cảm. Chọn người tập trung biết phấn đấu học tập, không ham chơi, chỉ biết lo cho ngày mai, không biết lo lắng cho tương lai. Chọn người biết quản lý cảm xúc, biết làm xa ra tiền. Chọn người có đức, có tài, công thức để thành công và hạnh phúc. Thành nghĩa là hoàn thành, công nghĩa là công sức. Thành công nghĩa là hoàn thành vượt mong đợi. Để đạt được hạnh phúc, em còn phải vận dụng kiến thức từ lớp 1 đến đại học để hoàn thành vượt mong đợi 5 điều kiện sau trong cuộc đời của mình. Chọn được một người bạn đời như ý, chọn được công việc yêu thích, làm ra tiền nhiều, có sức khỏe tốt, có một mục tiêu sống. Xin chào và tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì mọi người đã coi video của em.